các loại thực phẩm khắc tinh của quý ông. Có những loại thực phẩm chẳng những không có lợi cho sức khỏe của nam giới nói chung mà chúng lại làm cho khả năng đàn ông kém đi. Các bà nội trợ muốn chăm lo sức khỏe của chồng và vun vén hạnh phúc lứa đôi cần biết những thực phẩm này để tránh. Món chiên rán Khi chiên rán thực phẩm bằng dầu ăn ở nhiệt độ cao, quá trình hydro hóa dầu thực vật có thể biến dầu thành thể rắn. Chất béo trong đó chính là chất béo chuyển hóa. Chất béo chuyển hóa giống như chất béo bão hòa, làm tăng cao mức lipoprotein và triglycerides, tăng hàm lượng cholesterol xấu và làm giảm lượng cholesterol tốt trong máu, gây nguy cơ mắc bệnh sơ vữa động mạch và các bệnh lý tim mạch khác. Xét về mức độ phá hủy, chất béo chuyển hóa mạnh hơn chất béo bão hòa rất nhiều. Các thực phẩm như khoai tây rán, thịt rán, bánh cookie, quẩy nóng, đều chứa chất béo chuyển hóa. Khi nam giới ăn nhiều thực phẩm chiên rán, dễ dẫn đến tình trạng giảm hóc môn nam, tác động tiêu cực đến quá trình sản xuất tinh trùng. Thịt mỡ Chất béo bão hòa và cholesterol xấu có nhiều trong thịt mỡ khiến các mạch máu bao gồm mạch máu dẫn máu đến cơ quan sinh dục của nam giới hẹp lại. Trong khi đó, nếu không được cung cấp đủ lượng máu khi yêu, cậu nhỏ sẽ khó cương cứng, được lâu. Cậu nhỏ sẽ khó lên đỉnh, phong độ đàn ông vì thế cũng bị ảnh hưởng. Bột mì tinh luyện các thực phẩm như bánh mì trắng có hương vị rất tuyệt vời, nhưng nếu xem xét từ góc độ dinh dưỡng thì chúng không phải là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhất là sức khỏe của các đấng mày dâu. Bởi trong quá trình chế biến, nguyên tố kẽm sẽ mất 3 phần tư. Trong khi đó, nguyên tố này lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc nuôi dưỡng khả năng tình dục và sức khỏe sinh sản cho nam giới.